Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Trung Bộ đang là nơi có nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Trong hôm nay, trời tiếp tục khô nóng với nhiệt độ cao từ 36-38 độ. Riêng tại vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết trong thời điểm giao mùa thường xáo trộn, rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trên nền nhiệt cao sẵn có, những cơn dông nhiệt có thể xuất hiện vào chiều tối, đặc biệt là tại khu vực vùng núi. Vùng thấp nóng phía Tây cũng tác động đến thời tiết miền Bắc nhưng chủ yếu là tại các tỉnh thành vùng núi phía Tây Bắc Bộ, dẫn tới sự phân hóa khá lớn. Trong khi ở các tỉnh Tây Bắc thời tiết nắng nóng với nhiệt độ từ 35-37 độ, thì tại phía Đông, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thời tiết vẫn nhiều ẩm, có sương mù vào thời điểm về đêm và sáng. Nhiệt độ trưa chiều tăng nhưng không vượt quá ngưỡng 33 độ. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần. Sau đó từ khoảng ngày 3 tháng 4, một đợt gió mùa đông bắc sẽ được tăng cường xuống, tác động đến thời tiết các tỉnh thành miền Bắc nước ta. Tuy gió đông bắc hoạt động không mạnh và có thiên hướng lệch ra phía biển, tuy nhiên lại kết hợp thêm với rãnh gió tây trên cao sẽ khiến cho mưa dông có thể xuất hiện trên diện rộng tại miền Bắc trong những ngày sau đó. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng là nơi có thời tiết oi bức, khó chịu là khu vực phía nam của đất nước. Tại đây nắng nóng đã diễn ra suốt nhiều ngày qua và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong những ngày tới. Dự báo ngày hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì tại khu vực miền đông của Nam Bộ và một số nơi thuộc miền Tây với ngưỡng nhiệt sấp xỉ từ 35-36 độ. Từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 4, cường độ nắng có thể giảm nhẹ và sau đó lại tăng lên. Khoảng giữa tháng 4 có thể có đợt nắng nóng mạnh nhất trong năm. Nhiệt độ cao nhất ở Biên Hòa, Đồng Xoài có thể đạt từ 38-39 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ có thể đạt từ 37-38 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây đêm không mưa ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng vùng núi là từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng phía Bắc là từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.